Mến chào cô chú và các bạn. Mấy ngày nay á, mình bị bệnh cho nên tiếng nói của mình hơi khó nghe một chút. Nhưng nếu không có lên video đó thì không biết cô chú có nhớ mình hay không. Rồi mình lại không được đọc những cái comment mỗi buổi sáng thức dậy thì mình sẽ buồn lắm. Cho nên mình cố gắng nói cho tới khi nào không còn nói được nữa. Hôm nay mình chia sẻ về thôn quê, nơi mà người ta trồng trọt cây ăn trái rau củ quả, rồi chia sẻ cách trồng giá su su và trồng những hạt giống. Hiện bây giờ Gilroy nóng khoảng 70 độ thôi, bởi vì thời tiết bây giờ cũng chưa biết sẽ như thế nào. Rau củ quả thì đã lên rồi, chừng khoảng 1 tháng nữa là người ta thu hoạch. Những cái gì người ta không lấy, người ta sẽ bỏ, mình không có được đến đó lấy. Mình sẽ đến đó quay rồi cho cô chú thấy, rất là thích luôn. Còn nói về cây ăn trái đó thì đến mùa mình sẽ đi hái cherry, đẹp blueberry, blackberry, mình vào đó ăn không có trả tiền, nhưng mà hái ra thì mình phải tính tiền rồi trả cho người ta. Đến mùa hè đó thì có một cái nơi đặc biệt là được đi đến cái vườn nho, mình đến đó uống rượu nè, rồi nghe nhạc, mình đem thức ăn đến đó. Khi về thì mình chỉ trả tiền mua rượu mà thôi. Bây giờ mình chia sẻ đến cái khu vườn cỏ gọi là Baby Tear. Bởi vì có rất là nhiều cô chú và các bạn thấy mình quay khu vườn nhưng không có quay rõ ràng lắm. Bây giờ mình chia sẻ một chút. Cái này gọi là Baby Tear, gọi là Ground Cover. Nó không phải là loại một loại cỏ mà mình trồng rồi mình phải cắt mỗi tuần. Loại này mình không có cắt. Mình chỉ cần mua một dĩ, một case khoảng mười mấy đồng đó. Rồi mình về mình tách ra chỗ này một nhúm, chỗ kia một nhúm. Rồi thời gian nó sẽ lây ra. Vào mùa đông thì cỏ rất là đẹp. Đến bây giờ mùa hè thì cỏ Baby Tear của mình cũng không có bị cháy, bởi vì nó nằm dưới những gốc cây. Loại này không có mọc cỏ dại. Hơn nữa nếu mình trồng những gì ở dưới cái bãi cỏ này thì nó vẫn mọc lên bình thường. Vài hôm nữa rồi cô chú và các bạn sẽ thấy được hoa calla lily màu của mình lên đẹp lắm. Ở dưới bóng mát có cây chanh, có chú tiểu, rồi lại có Phật Bà Quan Âm, Phật Thích Ca. Đẹp lắm cô chú ơi. Nhìn vào cảnh này đó thì lúc nào mình cũng cảm thấy mình rất là dễ chịu. Vào mỗi buổi sáng ra đây ngồi rồi đốt nhang cho Phật Bà Quan Âm, với một cảnh đẹp cây mo màu đỏ. Tới mùa hè thì nó đỏ đẹp lắm. Một năm nó đổi 3 màu. Màu đỏ xong xuôi rồi tới màu vàng, rồi tới màu xanh, rồi sau đó sẽ là một cây khô. Bây giờ nói qua cây vitamin B. Nếu mình có khu vườn trồng cây ăn trái, rau củ quả hay hoa thì mình nên dùng loại này, và thêm một loại nữa là phân cá. Hai loại này mình phải nên pha trong một cái thùng nước 5 gallon, cho vào 3 tablespoon phân cá, 3 tablespoon phân vitamin B, quậy cho đều để qua một đêm. Sau đó tưới hết khu vườn của mình, những nơi nào mình trồng rau củ quả, hoa, cây ăn trái mình đều tưới hết. Hiện bây giờ cứ mỗi một tuần cô chú tưới một lần, tưới đúng 3 tuần rồi mình ngừng. Khi nào mình tưới tiếp mình sẽ thông báo cùng với cô chú và các bạn. Còn nói về phân bò, cát và trân châu thì cô chú và các bạn cũng biết rồi. Bây giờ mình chia sẻ thức ăn cho những loại cây mà mình trồng trong nhà, như là hoa sen đá thì mình cũng phải có loại để cho nó ăn. Lâu lâu mình cho nó một chút. Còn những loại cây mà mình trồng ở trong nhà đó thì cũng vậy, mình cũng phải cho thức ăn. Không biết rồi cô chú và các bạn có ai trồng những loại hoa sen đá hay những loại cây lá ở trong nhà hay không? Như bởi vì hôm nay mình đi tới Walmart, sẵn đó mình quay và chia sẻ luôn. Walmart đang bán phân cá chỉ có 23 đồng, còn ở Lô và Home Depot bán tới 30 đồng lận. Còn nói về hoa hồng thì đây là một loại hoa là Black Marica, loại hoa hồng dung rất là đẹp, loại cao. Nếu cô chú và các bạn thích đó, thì đây mới là một loại hoa để cho mình trồng, có mùi thơm rất là dễ thương. Và đây cũng là một loại hoa thơm. Mình ở nhà có 2 chậu, hoa này phải trồng dưới bóng mát gọi là Gardenia, tiếng Việt gọi là danh danh. Mình search on to Google không biết có đúng hay không. Nếu không thì cô chú và các bạn cho mình biết cái tên khác ha. Đó rất là thơm. Nhưng nếu mà ai bị allergy đó thì không nên trồng những loại hoa này.
Mình á, thì bị allergy nặng lắm, nhưng vẫn thích trồng những loại hoa này bởi vì nó có mùi thơm và nhìn cái hoa nó rất là dễ thương, dễ trồng. Trong những bóng mát, quanh năm suốt tháng, tới mùa đông á, thì nó không có hoa, nhưng mùa hè thì mới có hoa, gọi là evergreen. Còn nếu như ở trong khu vườn cô chú có nhiều con sâu bọ mà nó ăn cây lá đó, mình cũng có thể mua ladybird về nè, thả trong khu vườn của mình. Nếu thả là nhớ thả vào buổi tối, rồi sau đó hết mùa thì ladybird sẽ bay đi, không ở đây với mình nữa. Hoa tím này là một loại hoa leo, mình quên cái tên rồi, hôm nào rồi mình sẽ bi xuống cho cô chú và các bạn. Hoa đó rất là đẹp. Còn đây là loại hoa Calla Lily bào, rất là nhiều bào để cho mình chọn lựa ở Home Depot và Lowe. Những loại này mình có thể mua về để trong chậu, sau khi nó đã tàn hết rồi thì mình cắt xác xuống, qua đập sao thì nó sẽ lên trở lại. Còn nếu như mình muốn thì mình có thể lấy ra trong cái chậu của người ta bán cho mình đó, mình tách ra rồi mình cho xuống đất. Mình cũng có một cái video chia sẻ rồi, khi bà cô chú thấy được khu vườn của mình mỗi ngày nhiều loại hoa khác nhau thì lúc bấy giờ cô chú lại thích đó, thì cũng đã muộn rồi. Cho nên bây giờ là mùa hè, là đến lúc những loại hoa gì mà cô chú và các bạn thích đó thì nên đi mua, để rồi mình chia sẻ tất cả những loại hoa trong khu vườn của mình. 90% là loại hoa cũ. Còn nếu như cô chú và các bạn nào thích chọc giò thì có rất là nhiều loại giò, nhưng mình nói trước nha, khi mà giò ra trái rồi á, thì rất là đẹp luôn, nhưng mà kiến thì rất là nhiều. Lúc bấy giờ nó cô chú chỉ có khóc mà thôi. Còn đây là hoa mẫu đơn Peony của mình, bây giờ cũng lên rồi, sắp sửa có hoa. Khi nào có rồi mình sẽ chia sẻ cùng với cô chú và các bạn. Còn hoa Calla lớn này đó, nếu mình ở cái vùng, cái zone gọi là 9-10 đó, thì nó sẽ ra hoa đẹp lắm. Cây hoa quỳnh của mình đó, cô chú biết không, mình giờ đi giờ lại đó, nó gãy cái hoa, mình thấy tiếc quá, cho nên mình cắm đại vô cái chậu của hoa mình. Tự nhiên nó nở ra vậy đó, không biết tại sao á, mà cái gì mà mình trồng xuống á thì nó cũng sống hết. Đây là những cái đậu mà mình đã trồng xuống mấy bữa rồi, lá vẫn tốt, cây nào cây đứng im ru à, không bị gì hết. Bây giờ mình nói qua cây su su nha. Cây su su của mình đã trồng rồi, và bây giờ nó đã lên khoảng đâu 1 feet. Lá rất là đẹp, tươi và xanh. Ở dưới đất của mình lúc nào cũng rải muối hết. 1 tháng mình rải 1 lần. Mình mới được rải để rồi cho cô chú và các bạn thấy được tại sao mình phải rải muối. Bởi vì tránh những trường hợp những con sâu con bọ cắn những cái cây lá của mình. Như trái su su cô chú thấy được là cách mình trồng, vẫn còn thấy mặt trên của trái su su, có nghĩa là mình chỉ trồng phân nửa ở dưới, còn phân nửa và còn ở trên. Rồi mình lấy cát, mình đắp lại một chút xíu thôi. Như vậy là được rồi, bởi vì cái hộp su su là cái mà mình để cho ra bọc, rồi mình trồng ra trái để ăn, chứ không phải là cái dòng ngoài của trái su su, gọi là cái thịt su su, đúng hay không? Vì vậy, khi mình tặng cho cô chú và các bạn á, thấy cái trái nó bị hư như vậy, không có sao hết. Bởi vì vào những cái mùa mà mình trồng trước kia đó thì trái nó không bị, bởi vì những cái mùa kia thì thời tiết nó khác. Còn bây giờ mùa này đó, mình ươm cái gì cũng vậy, nó lâu hơn hồi năm ngoái rất là nhiều. Có những lúc mình ươm nhiều lắm nhưng nó bị hư hết. Mình chia sẻ với cô chú, bây giờ những trái su su mình đã ươm ra được 1 tháng để gửi tặng cho cô Dung thì cũng đã gửi rồi. Bây giờ cô hãy xem cái video này, cô mở ra cô thấy cái trái su su đó sẽ như thế nào. Đó là trái su su bể, và thêm một loại trái su su nữa, đó là su su xanh mà người Việt Nam mình rất là thích. Loại này á, nếu dịch kỹ á, là nó màu xanh và xanh đậm, trái nó rất là to, khoảng đâu là 2 pound, bự hơn bàn tay của mình. Như khi mà mình muốn cắt cái trái su su để mà mình ăn á, mình phải cắt làm hai thì mình mới bào cái vỏ được, bởi vì cái tay của mình không thể nào cầm trái su su, cầm cái bào mà cạo được. Khi lựa chọn trái su su đó thì gọi là cái hàm răng của nó là phải đều để cho nó bọc cái bọc ra. Đây là trái su su thứ hai, là su su xanh của người Việt Nam mình rất là thích.
Bây giờ nó cũng ra như vậy rồi. Mình chia sẻ cách trồng như thế nào để rồi cho cô chú thấy được để trồng trái su su. Đặc biệt khi mình đã trồng trái su su rồi, hết mùa mình cũng cắt xuống. Qua năm sau đó sẽ lên trở lại. Vì su su mình không phải trồng mỗi năm đâu. Bây giờ mình sẽ làm thí dụ ha. Cho như là mình trồng ở trong chậu hay ở dưới đất đều là giống như nhau. Mình sẽ khoét một cái lỗ để cho trái su su đập xuống phân nửa mà thôi. Rồi mình sẽ lấy cát phân mình che nó lại. Cái bồng nó vẫn đập lên trên. Mình cho nó đập sát xuống hay nghiêng nghiêng cũng được, không sao hết. Miễn sao là cái bồng của nó vẫn còn nằm lên trên. Nếu như nó có bị héo cô chú cũng đừng có lo, bởi vì nó sẽ ra nhiều lắm. Rồi trái su su nhỏ này mình cũng đã làm xong rồi. Như vậy là cô chú cứ tưới nước rồi nó sẽ ra. Su su dễ trồng lắm. Thu hoạch khoảng vào đầu tháng 8, tháng 9 lận. Bởi vì tùy theo thời tiết của mỗi một nơi ra trái khi nào. Rồi mình chia sẻ cách hái đọt su su ăn. Rồi ra trái mình sẽ làm gì thế nào. Bây giờ nói về những hột giống. Hột giống có rất là nhiều loại khác nhau. Vỏ mỏng, vỏ dày, hột vỏ, hột lớn. Khi mà mình ngập nước thì mình ngập với cái độ nước ở trong cái sinh ấm ấm, khi mình bỏ tay mình vào thấy nó ấm là được rồi. Thời gian mình ngập mình phải đối như thế này, có lẽ cô chú và các bạn sẽ thấy được. Không phải là 2 tiếng, 4 tiếng, 6 tiếng. Nhiều khi cô chú phải gặp đi gặp lại cái tuần lễ thay nước mỗi ngày. Bởi vì cái vỏ nó quá là dày. Bây giờ mình sẽ nói về cái hột trái. Này là cái trái khổ qua Nhật của chị Vi gửi tặng cho mình. Mình đã ươm và để dành. Bây giờ mình gặp á, bây giờ nó bị hư rồi. Cho nên rất là buộc mà không còn trái để cho mình gieo cho năm nay nữa. Còn đây là hộp của bầu hồ lô, trái hồ lô á, hồi năm ngoái á, của em Linh Kali tặng cho mình. Và mình đã giữ lại. Bây giờ mình đập nó ra, không cần phải phơi khô đâu. Đập nó ra nó khô rồi đó, là mình gieo hộp giống nhiều lắm. Còn đây là trái gì ha, mình quên tên rồi. Nhưng mà thôi, không có trồng được đâu, bởi vì cái vỏ nó rất là dài. Cho nên mình chỉ đẹp cho cô chú và các bạn thấy được những hột giống nào mà dày thiệt là dày. Thì mình phải cắt cái đít của đó. Sau đó mình ngập trong nước. Cả tuần lễ đó cũng chưa có ra bọc như mình đã trồng xuống nhiều rồi. Thì có nhiều cái mình đã trồng được. Còn đây là một loại hột giống. Thật sự ra mình phải xin lỗi cô chú và các bạn. Mình không nhớ cái hột này là hột gì luôn đó. Ông xã mình đã chụp hình và rọi ra. Thì ba hồi á, thì ổng nói cái hộp này á, là cây hộp của trái gì đó, một hơi mình nghe đó thôi khỏi nói luôn. Cứ trồng đi ra trái gì thì mình đang ăn trái đấy. Còn nói về trái bướp là một cái hộp giống ở bên Việt Nam gửi tặng cho mình. Và bây giờ mình cũng sẽ ươm hộp. Khi đào ra thì mình chia sẻ cùng với cô chú và các bạn. Điều quan trọng ở đây mình chia sẻ đối về những hộp giống. Khi mình ươm hộp giống đó, không phải hột nào cũng như hột đấy đâu. Thời gian nó cũng khác nhau. Như thí dụ hột đậu bắp nè. Mình bỏ vào nước ấp ấp. Chừng một tiếng thôi là mình đã thấy nó có cái bọng hơi chắc chắn ra rồi. Như vậy là mình sẽ bỏ vào giấy cho ướt ập ập rồi bỏ vào cái hộp. Chừng một hai ngày ra nó ra bọng thì mình sẽ trồng xuống đất. Như vậy là mình sẽ ươm. Cho nên nói về hột giống thì cô chú và các bạn muốn ươm bất cứ hột nào thì mình phải để ý cái hộp đó của mình nó mỏng hay nó dày. Và bây giờ mình sẽ gieo những hột giống và rã ra cái bọc. Như đây là hột giống bí hồ lô. Mình có nhiều lắm. Không biết cô chú và các bạn nào thích đó, thì viết comment đi. Mình gửi cho. Dễ trồng lắm, không có khó, mà gieo hột cũng dễ lắm. Và bây giờ làm cách nào để mà mình gieo những cái hột giống này. Mình chỉ cần lấy cái hộp, rồi có cái nắp. Mình cần phải có cái nắp, và cái nắp đó đó là cái nắp khi mình đậy lại á thì nó phải ra cái hơi ấm. Thì như vậy hột giống của mình nó mới lớn được. Và đây, ông xã mình giúp mình á để cho mình quay. Thì chỉ cần lấy cái đũa ra, mình cho cái lỗ nhỏ nhỏ rồi mình cho xuống là được rồi.
Thời gian dài ngày thôi, mình sẽ quay lại chia sẻ cái hột giống đó cho cô chú và các bạn thấy nó lớn như thế nào. Bởi vì mình đã ươm được cái hột bầu chân dài rồi và cũng đã trồng xuống đất. Ở ngoài trời tự nhiên đổ mưa nhiều quá, mấy ngày nay sẽ có mưa. Video đến đây thì cũng đã dài rồi. Tiếng nói của mình đó càng ngày chắc có lẽ nói càng khó nghe hơn. Mến chúc cô chú và các bạn luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Đừng quên cho nhau những nụ cười. Nếu như cô chú và các bạn nào vô tình xem được cái video của mình đó, xin cho mình một cái subscribe, like và share, và viết những hàng comment chia sẻ với mình những gì mình nói đúng hay sai, nhắc nhở mình giúp. Có sai chính tả thì nói sai chính tả, nói chữ này không đúng chữ kia cũng giúp mình nha, đó là chia sẻ. Cảm ơn cô chú và các bạn rất là nhiều. Xin hẹn lại video kỳ sau.